Xin chào các bạn. Xin gửi lời chào yêu thương từ nước Đức. Một buổi sáng đầy ánh nắng, đầy năng lượng, đầy yêu thương gửi đến các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cái điều này mà nó cháy bỏng ở trong trong mình bấy lâu nay. Đó là các bạn suy nghĩ như thế nào về cái nguồn nước. Bạn suy nghĩ như thế nào khi hàng ngày bạn đưa nước vào trong cơ thể của bạn? 70% trong cơ thể của mình là nước. Vậy thì mình đón nhận những cái nguồn nước nào, nguồn nước để thay đổi chất lọc những cái độc tố ở trong người, nguồn nước đưa vào để có thể chuyển hóa tâm thức của mình như ở trong nguồn, như nước ở trong nguồn chảy ra. Nó trong sạch, nó tinh khiết mà mình có thể uống vào như là ở trong cái suối nguồn. Mà như ngày xưa mình nhớ rằng là khi mình về quê ở trên ở trong quê mình ấy, thì bà ngoại có cái giếng nước rất là trong, rất là ngọt, mà lúc nào mình cũng không thể quên được cái vị ngọt của cái nước ngày xưa lâu lắm rồi, cách đây hơn 50 năm cách đây lâu lắm rồi. Thế thì trong cái thời mà mình ở Việt Nam, lúc ấy mình ở nhà tập thể mà mình luôn luôn là phải là cái người mà chứa nước vào những cái phi nước, những cái chỗ mà để trữ nước, những cái thùng đựng nước và những cái bể nước ấy, thì ở trong ấy nó rất là bẩn, nó những cái cặn, rồi là những cái rêu nó mọc vào, mà mình là người ở trong nhà luôn luôn chịu trách nhiệm để làm sạch những cái thùng phi đựng nước như vậy, những cái mà chứa nước như vậy. Thì mình mỗi lần mình nhìn thấy, mình sờ vào nó nhớt, nó bẩn mà mình hãi hùng vô cùng, mà mình không muốn uống những cái nước đó. Thế thì trong mình luôn luôn có một cái câu hỏi, tìm thế nào để có một cái nguồn nước trong sạch như ngày xưa, như ở giếng nước ngày xưa của bà ngoại mình ở trong quê. Thì mình đi tìm ở rất nhiều nơi, mình tìm tòi ở các nơi để và mình tìm thấy để cho mình một cái nguồn nước rất là tốt để mình uống. Và cách đây 4 năm thì mình đã đưa một cái hệ thống lọc nước của Đức và cho gia đình của mình. Và các bạn có thể nhìn thấy đây. Hôm nay tại sao mình lại làm cái video này, bởi vì buổi sáng nay mình định đem cái nước mà mình đã lọc ra, cái nước cũ mình đổ đi để dội toilet. Tiết kiệm thì mình lấy cái nước đó mình lọc đi, lấy cái nước uống, còn những cái nước cũ ấy thì mình đổ toilet. Thì mình khi mà mình đổ đi rồi thì mình nhìn thấy lại hai cái xô của mình nó đầy những cặn vôi như thế này. Rồi khăn mặt riêng. Sorry. Bạn có nhìn thấy không? Bạn có nhìn thấy là rất nhiều những cái vôi nó cặn ở trong cái nước lọc này, nước mà mình đã lọc rồi, nước còn lại đây rất là nhiều vôi ở trong. Không hiểu các bạn có nhìn thấy không, trước ánh nắng này đây đấy, nó cặn lại như vậy. Mặc dù cái nguồn nước ở bên Đức này rất là tốt, người ta có thể, rất nhiều người người ta lấy luôn cái nước lọc và đi ra người ta uống, nhưng mà người ta không biết rằng khi mà cái hệ thống nước thải của Đức cũng như vậy thôi, người ta không thể lọc được hết những cái nhiều khi là những cái thuốc mà mình uống xong mà mình đi ngoài ra, các loại thuốc như vậy và những cái loại thuốc mà tránh thai của những người phụ nữ ở bên này là cứ 14 tuổi là đi ra bác sĩ, là bác sĩ bao giờ cũng giới thiệu cho những cái cô con gái, cho những cái đứa trẻ mới lớn tuổi trưởng thành là uống những cái thuốc tránh thai đấy, để cho cái hành kinh của những cái đứa trẻ đó nó được đều đặn, cứ 28 ngày thì nó lại quay vòng lại. Thế nhiều các bạn mới lớn đấy thì không được cái sự tư vấn của mẹ, hoặc là những cái người có những cái hiểu biết thì các bạn không hiểu gì cả, các bạn lại ra bác sĩ và lấy cái thuốc đó vội về uống. Và khi uống xong tất nhiên là nó cái chỗ thải ra thì nó có rất nhiều thay đổi trong cơ thể, tốt cũng có, xấu cũng có. Nhưng mà mình chỉ nói rằng bản thân mình là mình có 3 cô con gái và mình không muốn những cô con gái của mình uống những cái loại thuốc này vào người, mà tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Thế chính như vậy mà những cái nước lọc, những cái nước thải này ra, càng nhiều người mà cái uống thuốc ở bên này rất là nhiều, mọi người quen đi bác sĩ xin thuốc, uống thuốc rất nhiều, nhưng mà càng ngày nó càng thay đổi cái tâm thức của con người đi. Người ta muốn chọn cho mình cái cách nào để thuận với thiên nhiên,
và không dùng thuốc, tránh dùng thuốc, tránh sử dụng những cái đó để không bị những cái nê bên viết cung, tức là những cái tác dụng phụ của nó ảnh hưởng của cơ thể. Chính vì thế cho nên là nước đối với mình là quan trọng bậc nhất. Và mình cũng rất là vui, trong 4 năm trở lại đây mình đã tìm được cái nguồn nước rất là tốt để cho gia đình và cho chính bản thân mình uống. Và khi mình uống mình đủ đầy, mình hạnh phúc, mình luôn luôn có nhiều năng lượng ấy, thì mình luôn luôn biết ơn cái nguồn nước mà đã đưa đến cho mình. Vậy thì bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về cái nguồn nước, về cái máy lọc nước để mình thay đổi cho bản thân mình, thay đổi cho gia đình, những người đang sống trong gia đình mình, và thay đổi cho những người khách hàng của mình, những người mà đến với mình, để tìm được cái câu trả lời, thì các bạn sẽ liên kết với mình để mình có thể chia sẻ những cái điều gì tốt đẹp nhất đến cho các bạn. Với cái video này thì mình lại muốn mời các bạn chiều nay lúc 16 giờ chiều ở Đức, tức là 21 giờ ở Việt Nam, mình sẽ chia sẻ về cách kết nối cái mối quan hệ giữa mẹ con, cha con với nhau được gần gũi hơn, được tốt đẹp hơn. Vậy hẹn gặp lại các bạn 16 giờ ở Đức chiều nay. I love you, I love you, I love you.